Hoàng Audio xin chào toàn thể anh chị em. Đấy thì hôm qua hôm kia em có về được cái lô mic Rebutin này, nhưng mà vì mấy ngày hôm nay là quá nhiều hàng, thế là chưa làm cái video chi tiết để cho anh em tham khảo được. Thì hôm nay em mới có thời gian để em làm cái clip giới thiệu chi tiết hay giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm cao cấp của hãng Rebutin này. Đấy, hôm qua là 19 bộ nhưng hôm nay là chưa làm clip chi tiết nhưng mà đã bán được 5 bộ rồi, hiện tại là còn 14 bộ. Đây, trước hết là tay mic, đây là phần khá là quan trọng đối với anh em chơi đánh bãi, tại vì đa số là anh em mình là thích hình thức đẹp, giá thành hợp lý và chất lượng hay. Đấy, em đã test toàn bộ cái lô này còn rất là mới và đã sống hết zin nguyên bản 100%. Côn mic đây, bây giờ em nói cho trước qua một chút là đấy, côn mic đây như là hình dáng như thế này đấy, và cái ruột đầu thu là như này, con này chạy nguồn trong đấy. Mới đầu nhìn thì chắc là rất nhiều anh em, kể cả nghe bản thân em khi chủ hàng gửi về cho em còn mở ra em nhìn ruột, em còn giật mình, em bảo đây không biết là hàng nhái hàng xịn đây đấy, rất là phân vân. Thế là em phải bắt chủ hàng của em là người Trung Quốc, bắt đi vào truy cập vào cái trang web trang chủ của cái hãng Rebutin này và tìm tất cả những cái hình ảnh dữ liệu liên quan đến cái bộ mic MS5800 này đấy, đời khá là cao của hãng Rebutin. Đấy, em bắt là phải tìm hết tất cả những cái hình ảnh mà có liên quan từ bên trong đến bên ngoài của con mic này cho em, để khi nào mà em khẳng định được nó là hàng chính hãng, hàng xịn thì em mới dám bán cho anh em. Đấy, người ta gửi ảnh cho em từ 2 hôm trước rồi nhưng mà hôm nay em mới có thời gian làm clip chi tiết để cho anh em, tất cả anh em cùng xem và tham khảo. Đấy, trước tiên thì em xin cam kết, đã có bằng chứng thì em xin cam kết đây là hàng xịn chính hãng 100%. Nếu như anh em nào mà có được bằng chứng phát hiện và bảo cái con Rebutin này là giả đấy, nếu mà có bằng chứng phát hiện là giả thì em sẽ tạm không bộ mic này và chuyển lại tiền cho anh em. Đấy, em có hỏi ông chủ Trung Quốc thì bảo là đây là con đời cao gần nhất từ bây giờ của hãng Rebutin. Thế là nó sẽ giảm được rất nhiều linh kiện ở những cái bên Mỹ đợt trước, những cái con 550 ấy, cái con mà 5500 ấy thì cái bên Mỹ của nó rất là to, rất là nhiều linh kiện. Đấy, nhưng mà xong cái đời này nó lại gói gọn vào, tất cả nó làm hết trong hai con chip này. Đấy, ông chủ Trung Quốc tất cả công nghệ làm hết trong hai con chip này. Nhưng mà hai con chip này thì hàng hãng mà, thế là nó sẽ xóa hết số rồi. Nó tại vì cái công sức của nó nghiên cứu ra thì không dễ gì mà nó để lọt ra ngoài. Đấy, những cái hàng hãng thì nó thường là như vậy, ở bên Trung Quốc ấy, thường là những cái con chip mà quan trọng của nó là nó sẽ cạo số để không ai biết được con này là cái con gì ngoài cái hãng của nó, coi như là một bản độc quyền luôn. Đấy, bây giờ em sẽ cho anh em xem cái hình ảnh mà người ông chủ ở bên Trung Quốc cung cấp cho. Đấy, trang web chính hãng Rebutin.com, vào cái trang web này search cái mã mic này là ra. Đấy, đây là mặt sau nhé, UHF, một lỗ cắm mic tổng A cộng B, 2 anten, một lỗ đường linh mạng và rắc nguồn. Đấy, thì đây ạ. Đấy, đây là mặt sau UHF. Đấy, một lỗ mic tổng, 2 lỗ anten, một lỗ control ở giữa. Đấy, và lỗ cắm dây nguồn. Y hệt luôn. Trôi mất rồi. Đấy, vừa em phải bắn hình ảnh ở đây để xem cho nó to. Đấy, đây là mặt sau của nó nhé. Tiếp đến một ảnh nữa. Đấy, ảnh về chi tiết của tay mic. Đây, em cầm một cái tay mic hoàn chỉnh lên. Đấy, đầu chụp này, màn hình hiển thị này, chuôi mic này,
Đây, đều chụp màn hình hiển thị, chui mic, đấy, y chang nhau nhé, y xì nhau luôn. Đấy, đây là các cái hiển thị ở trên cái màn hình hiển thị của nó. Ở trên dòng trên nó sẽ là 3 số, dòng dưới hiển thị 6 số. Bên này là vạch sóng, còn bên này là vạch pin. Đây, em sẽ cho anh em xem. Đây lúc mình khởi động nhé. Lúc mình khởi động là có chữ GD Putin. Đấy. Vạch sóng, vạch pin. 3 số ở giữa, 6 số ở dưới cùng. Đấy, khi chào thì sẽ có chữ bay. Nhìn rất là đẳng cấp rồi. Đấy, đây là cái tổng quan của nó. Còn đây là ruột nhé. Đây côn mic đây. Đấy. Cái côn mic này ở trên thị trường. Đấy, có rất nhiều mic nó nhái lại cái côn mic như này. Đấy, côn mic chính hãng nó đây. Đấy, tất cả ruột gan đây. Y xì nhau luôn. Còn cái côn mic này nhé, ở trên thị trường rất nhiều có rất nhiều dòng mic cái côn giống như này. Đấy, kể cả anh em nào bây giờ đã có một cái bộ mic mà sử dụng cái côn này thì hãy tháo ra và kiểm tra nhé. Vì 90% là nó cái côn đấy là hình thức giống này thôi, nó nhái lại theo cái này thôi. Đấy, cái hàng xịn của nó này. Hàng xịn của nó là ở giữa nó liền luôn. Ở giữa liền luôn, nó không có một cái cuộn đồng ở đây. Còn bình thường như những cái mic mà em cũng bán nhiều cái dòng côn này rồi, nhưng nó nhái lại ấy, thì ở giữa là nó sẽ có một cái cuộn đồng. Ở giữa nó sẽ có cuốn một cái cuộn đồng. Hoặc là nếu có cuộn đồng đấy, hoặc là nó sẽ lấy một cái băng dính gì đó nó che cái cuộn đồng ấy lại. Những cái loại đấy nhìn rất giống như này nhưng mà tiếng khác hẳn, tiếng kém hơn mic cái côn mic này rất là nhiều. Và từ những cái mà nó quấn này, từ những cái giấy này nó quấn này, của con này nhìn rất khôn và rất là chắc. Đấy, còn của những cái mà anh em mà hay dùng mà mic hơn triệu ấy, nó cũng sử dụng con này ấy, thì những cái này cái giấy này nó dính rất là lòng lẻo. Nếu mà đây cầm những loại đấy, cầm cái nhựa này nhấc lên một chút, nhấc mạnh lên một chút là có thể nó rơi ra ngay. Đấy, không tin thì anh em mà đã sử dụng cái côn này ở nhà ấy, thì cứ thử mà xem. Đấy, còn dòng này là dòng chính hãng của nó, làm nhìn rất là khôn và chắc chắn. Ở giữa là nó là nhựa liền luôn, tất cả côn đồng nó nằm bên trong. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cái chức năng con này nó tích hợp đầy đủ luôn. Con này tích hợp đầy đủ luôn tất cả các chức năng. Một là chức năng cảm biến tự ngắt, và thứ hai là cảm biến gia tốc. Cảm biến gia tốc có nghĩa là cảm biến rơi. Khi mà mic rơi xuống trong tốc độ nhanh xuống đất thì nó sẽ không bị bộp ra loa. Đấy, và một cái mà em nghĩ là hay nhất ở con này và hiếm dòng mic nào có, rất là ít dòng mic nào có, là con mic này nó có tích hợp cái chế độ chống hú. Đây. Bật chế độ chống hú lên. Một là scan, hai là feedback. Feedback là chế độ chống hú đây. Chỉnh on off. On là bật lên, còn off là tắt đi. Nếu mà ở gia đình anh em mà chỉnh ok rồi mà nó để off trước, nếu mà để off mà hát mà nó không hú thì tốt nhất là không cần bật nó lên. Còn nếu như mà để off mà chỉnh hát nhẹ những cái đấy, chế độ mà mình hát vừa rồi mà nó hú thì mình mới phải bật cái chế độ chống hú của con mic lên. Em đã thử và rất là hiệu quả. Đấy, giờ đến cái phần kích hoạt tự ngắt của cái con này thì nó hơi khác những cái dòng mic khác một chút. Đây là mic chính hãng nhé, bật lên là sẽ có chữ Putin. Đấy, GD Putin. Cái chế độ tắt bật của cái tự ngắt của con này nó lại ở cái phần lốc. Đấy, nếu mà mình gạt xuống off ấy thì nó sẽ không có cái vòng tròn ở trên này nữa. Thì có nghĩa là lúc đấy là nó đã tắt chế độ tự ngắt rồi. Bây giờ gõ thì nó cứ kêu mãi thôi. Đấy, còn khi mình muốn kích hoạt cái chế độ tự ngắt lên thì mình lại gạt cái này lên on. Đấy, gạt cái này lên on cái. Gạt lên on là nó sẽ hiện lên một cái vòng tròn này. Đấy, thì sau 5 giây để nguyên không động chạm đến nó thì nó sẽ tự ngắt. Và khi tự ngắt thì cái vạch sóng thì nó sẽ biến mất. Đấy. Khi tự ngắt thì cái vạch sóng nó biến mất và nó sẽ hiện cái hình là cái vừa sờ phát cái thì nó lại tỉnh dậy rồi. Còn khi ngắt thì cái vạch sóng nó biến mất và nó sẽ hiển thị ra một cái đấy cái lốt nhạc cái bị gạch chéo ấy. Đấy, còn cái khi mà gia tốc rơi ấy, thì nó lại mọc cái hình mũi tên kia. Đấy, khi mà rơi này, cắm đầu này thì nó lại tự động chuyển ra cái hình mũi tên kia, có nghĩa là để rơi mạnh xuống đất là nó không nổ bộp ra loa nữa.
cái giá mới của con này ở bên Trung Quốc nó bán rất là cao. Ở bên Trung Quốc nó bán là 3.500 tệ. Tính ra tiền Việt Nam thì nó rơi vào tầm khoảng ship 12 triệu đồng, ship 12 triệu. Còn những cái con mic bãi em tuyển chọn nó đẹp gần như mới như này, 99% trên 90%. Em bán cho anh em với giá là 2.800.000, bao ship và tặng đầy đủ dây jack. Cái mic này nói chung là nếu mà anh em đã chơi được đến cái tầm mic này thì chắc chắn là không bao giờ phải hối hận với cái số tiền mình bỏ ra. Rất là chất lượng. Những cái video test chất âm của nó thì em đã test ở hôm trước và hôm qua rồi. Đấy, chỉ cần vào cái trang của em kéo xuống một tí là thấy chất âm rất là tốt. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào anh em.